Buffet là gì vậy cô? Con không biết buffet là gì hả? Dạ. Buffet mà mày còn không biết nữa hả? Đúng là đồ nhà quê. Vậy mày ăn buffet bao giờ chưa? Dạ chưa. Nó tưởng là buffet là có thiệt. Con này, ăn đi nó nhiều quá vậy. Sao đánh em? Thôi, ăn cơm đây. Nè, con chưa biết buffet là gì hả? Dạ chưa. Buffet có nghĩa là con đi vô trong cái nhà hàng đó, người ta sẽ bày quá trời món ăn ở trên bàn luôn. Con tha hồ mà ăn, ăn bao nhiêu cũng được hết á. Dạ, dạ. Ăn bao nhiêu cũng được hả cô? Chỉ cần con mua một vé vô cửa thôi là con ăn no bể bụng luôn. Khi nào con không muốn ăn nữa thì thôi. Ăn cho tới khi nào no bể bụng luôn á cô? Ừ. Vậy là con ăn đã hơn cả siêu thị nữa. Siêu thị thì sao đã bằng. Con ăn buffet đó ha, đã hơn siêu thị gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Dạ. Ăn gấp trăm ngàn lần siêu thị luôn á. Buffet. Chị ơi chị. Chị cho em đi ăn buffet đi chị. Ăn cái đó mắc tiền lắm. Bây giờ chị đâu có tiền đâu. Khi nào mình dư á thì chị dẫn em đi ha. Nếu như tới đó hả, em sẽ ăn thiệt nhiều để bể bụng luôn. Có khi mà nguyên quán để khỏi bị lỗ. Thì chị cũng biết là nếu như mà được đi ăn á thì em sẽ ăn cho thiệt là nhiều để không bị lỗ. Nhưng mà lúc này á thì mình hơi khó khăn một chút. Buffet, chắc bà mơ ước cả đời em quá. Buffet ơi. Chị á, chị á, chị, chị. Gì vậy? Chị qua đây em nói nè. Em lại được 10 điểm nữa nè. Wow, em chị giỏi quá à. Chắc là đứng nhất lớp nữa rồi đúng không? Không có đâu, nhưng mà hình như là vậy đó. Rồi, vậy bây giờ Tâm Anh thích ăn cái gì nhất? Chị sẽ nấu một món thiệt là ngon cho Tâm Anh. Món gì hả? Nhiều món quá. Em nghĩ không được ta. Chị đếm từ 1 tới 3. Nếu như mà suy nghĩ không ra thì khỏi ăn nha. Làm chi? Em làm bài kiểm tra tốt không? Chuyện của tôi á thì liên quan gì tới chị? Chị làm chi bị không điểm đó? Gì? Nói tao không điểm hả? Ừ đúng đó, tao bị không điểm. Mày không có điểm không như tao thì tức hả? Cái gì? Con mới nói là con bị không điểm đó hả làm chi? Được điểm. Hay quá ha. Không điểm rồi mà còn la làng lên cho người ta nghe nữa hả? Tại con chỉ muốn để dành chút xám thôi cho bộ. Im đi. Còn Tâm Anh, bữa nay con được bao nhiêu điểm vậy? Con được 10 điểm á cô. Thiệt hả? Nè, hôm trước cô có hứa với con đúng không? Khi nào mà con được 10 điểm á là cô sẽ thưởng. Bữa nay con muốn là cô thưởng cho con cái gì? Dạ thôi cô, không cần đâu cô. Có gì đâu, cô đã hứa với nó rồi là cô phải thưởng chứ. Con thích cái gì nè? Dạ. Con làm cái gì đó? Đâu làm gì đâu, nãy giờ ấy. Ây da. Con này hư quá đi à. Nãy giờ con đứng yên chứ bộ. Trả treo nữa hả? Im đi cho mẹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại thưởng cho nó? Im. Nè, mà kệ nó đi. Con thích cái gì? Nói đi cô thưởng cho. Con. Con thích cái gì? Nói đi cô thưởng cho. Dạ, con muốn một lần đi ăn buffet cho thiệt đã. Tâm Anh à. Mình buffet cho thiệt đã. Con chết với mẹ nghe chưa? Nè, không có gì sợ đó. Con thích đi ăn buffet đúng không? Dạ. Dễ hẹt thôi. Ngày mai á, cô dẫn con đi ăn nha. Thì hả cô? Cô sẽ cho con đi hả? Ừ. Ngày mai cô dắt con đi. Dạ. Lạc Chi. Mình cảm ơn cô. Lạc Chi. Mình sẽ được đi ăn buffet. Yeah. Em vừa tới vậy luôn đó hả? Dạ đúng rồi đó chị. Vừa đến nỗi muốn khoét cả nhà bay cho tới mấy xanh luôn. Được rồi. Sao em không ngủ đi? Cười hoài vậy? Em không ngủ được. Em thích ăn buffet tới vậy luôn á hả?
Dạ đúng rồi, ăn buffet ai mà chả thích chị. À, mà em vẫn thích chị đi hơn à. Thôi, chị không đi tới chỗ đó được đâu. Sao vậy? Tại chị không thích mấy chỗ đông người. Sao lại không thích chứ? Đi ăn buffet vậy rồi mà còn không thích. Hay em gói mang gì cho chị nha. Ừ, thôi, người ta không cho làm vậy đâu. Với lại đó là phần thưởng của em mà. Cho nên là em cứ đi đi, rồi ăn cho thiệt là đã. Nhưng mà nhớ là đừng có làm cái gì cho cô phải khó xử nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà em vẫn thích có chị đi hơn à. Chị biết rồi. Thôi bây giờ đi ngủ đi. Ngủ rồi mai mới có sức ăn cho thiệt là nhiều. Dạ. Chị đã nói là ngủ đi mà. Sao cười hoài vậy? Em không nhịn được. Em mắc cười quá. Như có ai chọc lét vậy á. Ngày mai mình ăn món gì đi ta? Chào quý khách. À, chào chị. Tôi có đặt chỗ ở đây rồi, ba người, một người lớn với lại hai trẻ em, tôi tên Hoa. Dạ. À, tôi quên nữa. Tôi dự định là đặt tiệc mừng thọ ở đây, chị chỉ chỗ giùm tôi với nha. Dạ, mời chị qua phòng đặt tiệc bên đây ạ. Cảm ơn chị. Nè hai đứa, nhà hàng là mé bên kia đó, hai đứa vô chọn thức ăn nha. Mẹ đi công chuyện một lát này quay lại. Dạ. Nhỏ này kém sang. Đồ nhà quê. Lam Chi ơi, cho chị lấy thức ăn này, mình lấy ở đâu vậy? Bộ đuôi hả, bên kia kìa. Cảm ơn bạn nhiều nha. À, Lam Chi nè, có thiệt là mình sẽ được ăn thỏa thích tất cả các món ăn ở đây đúng không? Tới chuyện này mày cũng hỏi hỏi tao sao vậy Tâm Anh? Hả? Đúng, mày giỏng tay lên nghe cho rõ. Chị được lấy thức ăn đúng một lần trên cái dĩa này nha. Nhắc lại, đúng một lần thôi nha. Sao chứ? Chị đúng một lần hả? Chứ bộ mày tưởng lấy hoài được hay sao? Đúng là đồ ngu như phò. Hôm qua nghe cô nói là được ăn thoải mái mà. Lỗ tai mày bị điếc rồi đó. Đi khám lại đi nha. Sao chị được lấy có một lần thôi vậy? Như vậy là chị ơi, em không được ăn thoải mái như mơ ước rồi. Làm sao có thể mang về cho chị được đây? Mình đã tới tận đây rồi mà. Chị ơi, em chỉ được ăn một lần thôi, phải làm sao đây? Sao mày còn đứng đây? Lần cơn. Đúng rồi, mình đã có cách để chỉ ăn một lần thôi. Được, mình sẽ chọn món này. Nếu chỉ được lấy một lần thôi, chị ơi, em sẽ ăn một lần thật chất lượng để sau này không phải hối tiếc. Làm chi? Dạ. Tâm Anh đâu rồi con? Con không biết nữa. Nó có đứa đằng đó ngó ngó mà không chịu lấy ăn. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Nhìn nước sôi, nước sôi. Nặng quá. Nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Mày bị điên à hả? Tâm Anh, sao con lấy đồ ăn gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, con nghe nói chỉ được lấy đúng một lần mà cô, cho nên con phải làm vậy mới được. Con chúc cô, mình chúc Lam Chi ăn ngon miệng nha.
Ông ơi, ông lên thì thở ra nha. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Sáng sớm đã hành xác rồi sao? Hai đứa không có việc gì khác làm à? Dạ tập cho khỏe cô. Dạ con thấy Julian tập cho nên tập theo cô. Sau này thân hình con sẽ giảm dở như Julian. Cô thấy giảm dở sexy quyến rũ không? Phải, quyến rũ như trái đu đủ. Bị tưng tưng luôn rồi. Người ta mới thông báo bé My là rớt phỏng vấn nữa kìa. Tội nghiệp con bé. Sao mà giọng buồn quá. Người đáng thương quá. Tội nghiệp bố quá. Hay là mình tổ chức tiệc nướng đi. Dù xả xui cho bồ, dù chúc mừng tôi đậu quảng cáo luôn. Bà mới đậu quảng cáo hả? Ừ. Chúc mừng bà nha. Vậy là ăn thịt nướng là phải bao mọi người rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Ê, vậy là ăn thịt nướng thiệt hả? Trời anh cũng đang thèm thịt nướng đó. Thì anh nói nghe nè, không mấy em rớt phỏng vấn ngoài hoài đi là anh được ăn thịt nướng ngoài hoài luôn á. Thịt hả? Ai ơi, giúp tôi lựa mấy áo khoác trên mạng đi. Chứ bữa giờ tôi tìm không có mấy cái nào cho. Dạ yeah, hả? Đi lên. Tôi lựa cho mấy cái vụ mà lựa đồ là nghề của tôi mà. Trời ơi, thịt nướng là có tất cả nha. Ngộ quá ha. Mới sao? Ngồi đây khóc ôm đầu bù lu bù la. Giờ cho ăn cái là nín liền luôn. Con gái bây giờ sao đơn giản quá ha. Sao không cho nó ra luôn. Thúi. Thúi. Cookie. Ủa bộ mang đi đâu rồi vợ? Đi học bù lại, không thôi lần này á ở lại môn lần nữa. Nhớ chừa đồ ăn kèm á nha. Chừa cho cái dĩa thì có. Em nghe hết rồi đó. Đi ra ngoài chuẩn bị tiếp đi. Tâm ý hả? Ồ, chú nè. Tối nay con dắt Tâm Anh qua chơi nha. Tại mọi người định mở tiệc thịt nướng á, ngon lắm. Ăn tiệc thịt nướng hả chú? Quá, wow, cách tiệc thịt nướng hả chị? Nhưng mà tối nay con phải ở nhà nấu cơm rồi. Cho nên là chắc không muốn đi được đâu chú ơi. Tâm ý à. Chú chờ con xíu nha. Dạ, cô nói cái này. Dạ, chú chào cô. Tối hôm nay cả gia đình ăn tối ở ngoài hết rồi, con không cần phải nấu cơm nha. Cô dắt Lam Chi ra ngoài gặp bạn xong cũng ăn tối ở ngoài luôn. Dạ. Nè, có bận gì thì cứ làm đi. Dạ, con cảm ơn cô. Lam Chi, nhanh lên, còn đứng đó nữa. Dạ. Cái con nhỏ này. Anh lên đi. Mẹ đánh con ngoài nữa. Đi mau lên. Cô đi cẩn thận nha cô. Cô đi nha hai đứa. Dạ cô. Chú ơi, con đi được rồi. Dạ. Tối nay gặp chú nha. Dạ. Hay quá, vậy là mình được ăn tiệc thịt nướng đúng không chị? Ừ. Yeah. Alo. Là chú nè, chú nhờ con một việc được không? Dạ. Đi chị. Bây giờ chị phải đi tới bệnh viện đưa đồ cho chú sĩ rồi. Em tới nhà chú Julian một mình đi nha. Đi một mình hả chị? Chị xong rồi chị qua với em liền nha. Dạ. Chị đi sẵn đồ nha. Ừ.
Cảm ơn con, cứ nghe đợi chú nha. Chú, chú xin lỗi vì để con phải đợi. Dạ không sao đâu, mà công việc tốt hả chú? Tốt lắm, cũng may nhờ con đem tới. Dạ không có gì, mà mai mốt chú cẩn thận hơn nha. Ngày nào cũng vậy, không biết đầu óc chú để đâu nữa. Hả? À được rồi, chú sẽ nhớ lời con dặn. Dạ. Mà con cũng lạc hậu lắm đó nha. Dạ. Cái việc gửi email không con còn không biết nữa. À thôi vậy bây giờ đi ăn với chú ha, để chú gọi cô. À dạ thôi chú ơi, ở nhà mình đi ăn hết rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy còn bé Tâm Anh? Dạ chú Julian có rủ con với Tâm Anh qua bên đó ăn, nhưng mà con chuẩn bị đi thì chú nhờ đem đồ lên cho chú. Vậy bây giờ con qua bên đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi đừng đi, đi ăn một mình buồn lắm, đi ăn với chú nha. À, dạ thôi để con chạy qua đó cũng được mà. À, thì cũng là ăn thịt nướng thôi mà, đi ăn với chú đi. Với lại con thích ăn thịt nướng lắm đúng không? Dạ con thích lắm. Vậy mình đi ăn thịt nướng, lâu rồi chưa có ăn. Mắc cười quá ha. Dạ. Mặt con á. Mặt con bị gì hả chú? Nè coi chú nè, đây. Mặt con là mặt chú nha, nhìn cho kỹ nha, nhìn nè. Làm gì mà căng cái vậy? Nè coi nhìn chú học hỏi nha. Mình nướng thịt mình khoan thai thôi, bình thường nè, thấy chưa? Đó, dạ, con biết rồi, chú để con nướng cho. Thôi được rồi, để chú nướng cho. Thôi con biết rồi, con nướng cho, con nướng được mà. Được rồi, để chú nướng cho. Nè, bên miếng chín này nè, cắt con ăn đi. Dạ. Bỏ đây nè. Rồi, cuốn lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị My. Ai kêu? Ủa? Cô Tâm My. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? Ờ, à, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Ờ à. Đi học về sớm. Đàn bà con gái gì, ăn xong hãy nói, vừa ăn vừa nói văng tùm lum la, ai ăn được nữa. Đi rồi. Tại vì tính tôi á, thằng thích làm nhiều việc cùng lúc. Ý là đang đói bụng á, đi học về đói bụng chết cũng mang cái hăng rồi. Nóng quá. Từ từ đói bụng quá, điểm nổi. Chưa thấy ai phụ nữ như cô luôn á. Cái gì? Tôi kêu trà đá rồi mà rượu gạo gì nữa? Trà đá cái gì? Ăn thịt nướng phải uống rượu gạo mới ngon. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Thử đây ngon lắm. Em không dám uống đâu, em sợ say lắm. Không có say đâu em, cái rượu gạo này nhẹ hèo à. Nè, ly đầu tiên nha, uống 100% cho chị. Cái gì 100%? Đây, rót đầy hết 100%. Con không biết uống á, đừng uống nữa chưa. Mắt công á, con uống vô rồi sẽ trở thành cô gái bãi biển như ai kia đó. Vô duyên quá, tự nhiên đi biêu riết con tay vậy. Vô, 1, 2, 3. Em sợ say quá. Không có say đâu, nghe lời chị, nhanh lên, ngon lắm nè. Thơm quá, 100% nhâm thôi chị giận á. Con uống được, đừng uống nha. Uống được không sao đâu, nhẹ hèo, 2, 3. Vô, uống đi, 100%. Trăm phần trăm chưa? Ngon. Uống thêm vô. Đừng nghe lời cổ, uống được đừng uống con. Uống vô. Đó, ăn thịt nướng là phải uống rượu gạo vậy mới ngon chứ. Chị ngon ơi, công nhận cái này ngon quá hả? Đây, chị rót thêm, cho. Đó. Nè, con uống được, đừng uống. Mới lần đầu uống mà rành quá ha, ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt con uống miếng nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi. Đừng đi uống trà đá anh kia. Mắt công trở thành người cô gái bãi biển. Anh ơi, hôm nay mình ăn gì vậy? Mai à. Có con My ở nhà không Mai? Không, cậu đi dạy rồi. Sao á? Vậy thì
ở đâu ra vậy? Anh thấy siêu thị giảm 50% cho nên anh mua luôn. Thịt bò bít tết hảo hạng đó mà. Anh đúng là người yêu của em, kẻ thứ nhất nhất trong chừng đời này luôn á. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một món bít tết đã lâu rồi chúng ta không được thưởng thức. Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy. Còn có rùa vàng nữa nè. Thích quá. Xin kính mời quý khách. Cảm ơn anh. Trong không khí lãng mạn này, chúng ta cứ từ từ mà thưởng thức món ăn thôi. Xin giới thiệu với em, đây là món bít tết do đầu bếp chiên không khét. Harris, sao mà cứ đi bẫy ngoài hoài được vậy hả? Làm ơn đi đúng chỗ được không? Ai mà dẹp cho nổi đây. Thiệt tình luôn á. Ủa, hai người tính chuẩn bị ăn gì vậy? À đâu có, tụi anh chơi đồ hàng. Chơi đồ hàng á mà. Chơi đồ hàng. Đang trong một cái nhà hàng rất là sang trọng, em không thấy có nến có hoa à. Nào mình cùng ăn bít tết nhé. Em ơi, em hãy thử một chút vị của bít tết medium rare nè. Ngon quá à. Cho một miếng nào. Bồ thử một miếng ơi. Thôi, khỏi đi ha. Nè, hai người này ở nhà riết cái thần kinh có vấn đề phải không? Ngon quá. Ao Mi. Mi. Bây giờ làm sao đi anh? Anh mệt tim với con nhỏ này quá. Thịt nướng ngon như vậy á mà ăn ở trong phòng không lòng màng gì hết trơn á. Anh thấy cũng được mà. Chứ bây giờ ăn ở ngoài á rồi mọi người xin ăn làm sao? Nhưng mà tự nhiên nay cái cửa bị hư rồi chứ. Anh, hay là em lấy gì tấn lại ha? Chúng thôi á, Mũi và Hà My á, bà thính lắm, chẳng khác gì hay rít đâu á. Bởi vậy hai đứa mới chơi được với nhau đó. Mà anh thấy không sao đâu, trong phòng mình kín lắm. Bà My chắc không nghe được mùi thịt nướng đâu. Lại đi ăn với anh đi. Hai người ăn gì thơm quá hả? Ủa, đang ăn gì vậy? Chờ xíu anh Quốc đang thay đồ mà. À, thay đồ hả? Ừ. Xin lỗi nha, không biết. Bạn nghe mùi gì thơm quá hả? Xong chưa? Xong rồi nè. À, xong rồi hả? Ủa, mà hai người ăn gì thơm quá vậy ta? Có gì đâu. Ủa, sao tiện em vô phòng anh một cách đường đột vậy? À, em xin lỗi. Nhưng mà sao em nghe mùi gì á thơm quá vậy ta? Mùi thịt hay gì? Không mùi gì đâu. Cái xịt phòng của anh á. Xịt phòng mùi thịt? Xịt phòng mùi barbecue. Vậy hả? Thơm quá. Chứ hai người không ăn gì hả? Có đâu ăn gì đâu thôi. À, vậy thôi. Tại em nghe mùi em tưởng hai người đang ăn thịt trong này. Không có, chả ăn gì hết. Dạ. Thôi em về phòng đi nha. Dạ. Ủa làm gì đó? Nó không tin tụi này à? Không có. Tại dạo này chân bị yếu nè, đi dễ bị té lắm. Anh mệt em rồi đó nha. Dạ. Hai người không ăn gì hết. Không có, anh nói nãy giờ sao em lì quá vậy? Thôi đi về phòng đi. Em biết rồi. Đi về phòng đi. Biết rồi. Mệt cũng thiệt á. Hết hồn. Hên quá. Ăn con miếng thịt nướng rồi mà sao khó khăn quá. Hai người ăn thịt nướng hả? Đâu có. À. Anh. Hay là mình đem ra ngoài ăn chung đi. Không được. Em có thấy ngày nào mình ăn cái gì nó cũng ra nó xin một miếng không? Nhỏ nó mặt dày lắm. À, hay là bây giờ mình chờ nó đi ngủ đi. Xong rồi anh với em sẽ ăn thịt nướng thâu đêm. Nhưng mà dạo này em thấy nó hay mất ngủ lắm á. Nó mà mất ngủ là mình nhịn đói luôn á.
Đó, em ăn đi, thưởng thức đi, nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Nè, rõ ràng là hai người đang thịt nướng đúng không? Nè, rõ ràng là thịt nướng mà. Anh đi em, nhanh lên. Thôi cho cổ ăn chung đi anh. Anh đi nuốt vô anh đi, nhanh lên. Nè, mới sáng sớm mà ăn thịt nướng rồi. Thằng kia tối hôm qua em đã nghi nghi rồi mà. Thôi mà, cho ăn chung đi. Thôi em ăn một miếng. Hết rồi, còn cái gì đâu mà ăn. Hai người đúng rất kỹ thiệt á. Thôi bộ ăn chung luôn đi. Nè, rõ ràng là còn mà. Hai người đúng rất kỹ thiệt á. Còn đó mà còn. Kỹ quá. Hên quá, còn một miếng. Em cũng ngờ luôn á, anh Quốc á, ích kỷ vậy luôn. Bị sao vậy anh Quốc? Anh Quốc bị, anh bị sao vậy? Anh Quốc, anh bị sao vậy? Chứ thôi, anh mắc nghẹn rồi phải không? Julian ơi, cô Liễu ơi. Julian ơi, cô Liễu ơi. Hả? Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Bị mất nghẹn, nghẹn thịt rồi. Cô Liễu ơi. Có chuyện gì vậy hả? Khổ. Bị nghẹn thịt. Bị nghẹn thịt đúng không? Cô đi vào bệnh viện. Lẹ lên. Đi đi bệnh viện đi anh ơi. Nắng lên nha. Nắng lên. Hai phong trung đơn nô yên. Chuyên xa đất chẳng nô sư.